rào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dàng. Tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ, lời ru mơn mát êm như sao diều giật giơ. Nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng hát trẻ quang thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến về thăm mẹ già nơi chốn xưa.
dòng thời gian, bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. À thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm. Hãy subscribe.
những lời nói từ trái tim mà con ấp ủ bấy lâu. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn, tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu. Những tháng ngày gian nan cực khổ, mẹ cha nuôi con khôn lớn, con luôn ghi nhớ mãi suốt đời. Con vì con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con được là bao. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha. Con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu, nay con về đây bao năm ngược xuôi bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạm con sâu trọn đời. Sâu trọn đời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dựa
kể từ khi là có nỗi buồn mầm nâng ngờ níu ơi con trai rồi thì con bùng ngùi xúc động khóc thầm nhớ thương lúc sinh thời
Cụ đã làm nhiều việc có ích cho đời, cho gia đình, cho quê hương, cho xã hội. Vào hợp tác xã, cụ luôn là một xã viên tiên tiến. Cần cù lao động làm tròn trách nhiệm của một người xã viên. Trong cuộc sống, cụ luôn là người cần tảo ngược thuôi, đường bộ, đường sông, không quản ngại, tìm kế mưu sinh, bảo đảm cho gia đình, chăm lo cho con cháu, tạo điều kiện để ổn định gia đình và con cháu học hành, công tác, tiến bộ, thành đạt như ngày hôm nay. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, điều kiện và hoàn cảnh dù có khó khăn, nhưng với tố chất người phụ nữ đảm đang, cụ luôn khắc phục, lo toan mọi việc, động viên con cháu tham gia quân đội, đồng thời thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của địa phương. Trong cuộc sống đời thường, cụ luôn là người trung thực, khiêm tốn, giản dị, thân thiện với mọi người, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, sống có tình làng, nghĩa xóm, nên được mọi người tin yêu và quý mến. Đó chẳng phải điều chúng ta đáng trân trọng hay sao? Thà nơi cụ đã ra đi, nỗi niềm thương tiếc bao giờ trong nguôi. Cụ mất đi, trong mất một người vợ yêu thương, các con mất một người mẹ để trông chừa, các cháu mất một người bà chiều mến, các cháu mất một tuần tụ tôn kính, gia đình mất một người thân, hội người cao tuổi mất một hội viên mẫu mực, làng xóm anh em từ nay vắng bóng một người, còn đâu mà gặp sớm chiều như xưa. Thảm sâu thay, hỡi lúc này khăn tang nệ ngứa tràn đầy hàng mi, thương nào bằng lúc phải chia ly, đau nào bằng lúc biệt ly ngàn trùng. Vĩnh biệt cụ trước lúc cử hành, đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng, chúng tôi không biết nói gì hơn hết là lòng tưởng nhớ và xin đề nghị toàn thể thân quyến nội nhân nhân ra cùng nhân dân chúng ta dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các cụ, các quý khách, các cơ quan đoàn thể cùng toàn thể nhân dân, thế này em tôi không quản nữa, sự ra đi này đã làm tổn thất bao trái tim và xúc động lòng người ra diết. Thay mặt em tôi, trước hết xin cảm ơn tất cả các quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc, mặc dù bận trăm công ngàn việc, đã đến chia buồn cùng an quyến, đưa tiễn em tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin quý vị để tâm nghe vài lời tự bạch. Em ơi, mỗi lần vấn khăn tang lên đầu là một lần đau khổ nhất đời. Đó là một tổn thất lớn lao cho gia đình, nhất là người bạn đời của em mất người vợ trung thủy, thường xuyên chia sẻ mến yêu. Và những cây non trẻ kia mong được tựa nhờ trong lúc phong ba, mặc dù đã được gia đình tận tình cứu chữa, nhưng em ơi, điều đó đã không còn nữa. Khi trái tim em ngừng đập và khi đã nhắm mắt xuôi tay lần cuối, dù cho can vàng dạ sắt cũng phải đầm rìa nước mắt đầm rơi để các con em mất người mẹ hiền từ mẫu mực. Quán em không những gia đình mà cả anh em làng xóm nhớ thương. Em ơi, vĩnh biệt em rồi, ấm dương xa cách, cuộc đời biệt ly, người ở lại kẻ ra đi, nỗi niềm mong nhớ biết khi nào về. Cây cao bóng cả xúc chê, chở tre trong tố chưa hè nắng soi, bỗng đâu cây phải nẻ noi và làm cho đua rời đôi đau lòng. Bữa cơm thường nhật nhớ mong, cả nhà mời gọi vẫn không thấy người. Chỗ em nằm, chỗ em ngồi, còn kia em bội, hương trời vẫn ru. Trong giờ phút trang nghiêm và đau khổ này, xin thay mặt gia đình tất cả, rất mong được các cụ ông bà cô bác tha thứ, thứ tha cho em thôi lúc sinh thời, trong lúc đối nhân xử thế.
có điều gì khiếm khuyết mong được tha thứ, để khi người ta phải vĩnh viễn xa nhau từ biệt thế gian này được nhẹ nhàng siêu thoát, không có dư âm vọng lại trách móc tiếp theo cho kiếp người hóa sinh sinh hóa này được bách tuế thọ trường hay một đời mệnh bạc. Nỗi đau vẫn cứ dâng đầy, đau thương vô hạn lúc này càng cao, tình ruột thịt nghĩa đồng bào, kẻ còn dương thế người vào cõi âm. Trước kia à, trước sau ai cũng một lần ủi mùi xúc động khóc thầm nhớ nhau, dỗ cha không thấy em đâu, dỗ mẹ cũng vắng mà đau. Nỗi đau dâng đầy thảm sầu thay, với lúc này hắn đang bản lệ ngứa đầy hàng mi, đau nào bằng lúc biệt ly bằng lúc chia đi, đau nào bằng lúc biệt ly ngàn trùng, tan ra bối rối vô cùng. Đúng sai xin hãy rộng lòng thứ tha, vì tình vì nghĩa gần xa, cảm ơn tất cả quý bà quý ông đến đây chia sẻ nỗi lòng, nghẹn lời đáp lại mấy dòng thay em. Mời các cháu mấy toàn thể bắt đầu lại chưa. Thank you.
một đời giống nước đoàn công. Vì ai gái lệch lưng còng mẹ con bé trong vòng tay mẹ, kẹo kẹt tiếng bóng chưa hề mẹ ru, ôi tiếng ầu ơ thiên tha năm tháng lời mẹ vẫn ru bên mái trần, cuộc đời sương gió tóc mẹ bạc màu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn
theo. Bị mong rồi. Quay lại nhà. Tí tí thôi. Đa số để nó cao nên mình cắt bỏ. Xin tổ chức của anh rất là vui.
Hello, my name is
mòn mỏi trong con đến bao giờ. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ những u sầu, đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lòng mang nỗi nhớ. Mẹ ra chờ con ngồi đêm lo rơi, đêm bao nhiêu lá mà con ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Thu xưa nhìn lá rơi hoài thương con, mẹ trông con về chờ mong tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương à, có nghe trong mắt lệ thấm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ, nay con đã đi xa, mẹ già chưa mong con về. Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai, có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chưa mong con về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chưa mong con về. Con trai gái dâu rể cháu chắt nội ngoại toàn gia, dây phút thiêng liêng cuối cùng để tiễn biệt người mẹ, người bà, người cụ về nơi an nghỉ. Các cháu tiễn biệt người chín, người cô, người bác về với tổ tiên. Dây phút thiêng liêng để kính cúng hồi kèn tiễn biệt cụ lần cuối cùng xin được bắt đầu.
Con chớ có quên.
A-di-đà-phật. Hồn có đi thì đi đường bạc. A-di-đà-phật. Hồn chớ lạc đường xanh. A-di-đà-phật. Đường bạc là đường tu hành. A-di-đà-phật. Đường xanh là đường địa ngục. A-di-đà-phật. Vãi dặn hồn thật. A-di-đà-phật. Hồn chớ có quên. A-di-đà-phật. Hồn về dưới đất Tây Yên. A-di-đà-phật. Hồn đường tưởng nhớ ở trên cõi trần.